Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, khi nhắc đến chiến tranh, người ta thường nghĩ đến đạn bom, giết chóc và thù hận. Thế nhưng trong chiến tranh Việt Nam vẫn có những điều ngược lại, thậm chí đó còn là tình người nhân văn ở hai đầu chiến tuyến đối địch nhau. Câu chuyện mà tôi muốn nhắc đến với anh em chính là chuyện về nữ du kích Việt Nam Bảy Mô, một người phụ nữ Nam Bộ kiên cường, anh dũng mà cũng hết sức nhân ái vị tha. Trong chiến tranh, bà đã cứu 4 lính Mỹ, khiến họ suốt đời mang ơn và có cái nhìn khác về người phụ nữ Việt Nam. Vậy câu chuyện đó diễn ra như thế nào? Vì sao nữ du kích Bảy Mô lại cứu kẻ thù? Tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Anh em thân mến, trong lịch sử kháng chiến giải phóng dân tộc trước năm 1975, có những góc khuất âm thầm nhưng tính nhân văn mãnh liệt khiến những ai thấu hiểu đều xúc động. Quãng đời cầm súng kháng chiến của bà Bảy Mô là một ví dụ tiêu biểu. Cha mẹ bà đều là cán bộ khởi nghĩa kháng Pháp ở ấp Xóm Bưng, Nhuận Đức, Củ Chi, nên tất cả 11 anh chị em của bà đều tham gia phong trào kháng chiến giải phóng dân tộc từ tuổi thiếu niên. Ngôi nhà của gia đình bà cũng là ụ chiến đấu của quân giải phóng chủ lực trong chuỗi địa đạo Củ Chi. Bà sinh năm 1947, năm 13 tuổi, bà được hai cán bộ của tiểu ban điệp báo Ban An ninh Trung ương Cục, Ban An ninh R, tuyển dụng làm giao liên mật. Năm 15 tuổi, do còn phải giúp cha chăm sóc vườn tược và được 5 đứa em, bà đành ngừng công tác ở tiểu ban điệp báo và trở thành ấp đội phó du kích ấp Xóm Bưng, xã Nhuận Đức. Gan dạ và chiến đấu giỏi, chỉ một năm sau, bà được rút lên làm xã đội phó, trực tiếp chỉ huy lực lượng du kích ấp Xóm Bưng. Với ý đồ bóc vỏ quả đất để tìm và diệt tận gốc rễ các căn cứ của mặt trận giải phóng dân tộc, quân đội Mỹ tổ chức chiến dịch quân sự mang tên Cedar Falls, đánh vào vùng Bắc Sài Gòn, khu vực Củ Chi. Sáng sớm tinh mơ ngày 8 tháng 1 năm 1967, Mỹ lùa 3 vạn quân, kể cả lính Mỹ và chư hầu tiến vào Củ Chi khai hỏa, nhờ đã được lãnh đạo xã quán triệt tinh thần từ những ngày cuối tháng 12 năm 1966. Nên sáng hôm đó khi đang tới đậu, thấy trực thăng Mỹ bay đầy trời, bà Bảy Mô đã hiểu quân Mỹ đã khai cuộc. Vất gầu tới, bà nhanh chóng chạy về ụ chiến đấu. Ở đó đội du kích của bà cũng đã có mặt đầy đủ. Ngoài đội du kích còn có 2 tiểu đội C-15, quân giải phóng chủ lực được R tăng viện để bám trụ. Tức là tổng quân số của ụ chiến đấu này chỉ hơn 30 tay súng. Vũ khí thì chỉ có tiểu liên cabin, CKC, AK và một số hầm trông được ngụy trang kín đáo, bố trí ở khắp nơi. Về phía quân Mỹ thì mỗi tấn công vào Xóm Bưng gồm một tiểu đoàn bộ binh trang bị đầy đủ hỏa lực, được pháo bầy yểm trợ. Nhớ lại ký ức xưa, bà Bảy Mô kể, nếu đánh trực diện thì một tiểu đoàn bộ binh Mỹ nuốt sống hơn 30 tay súng của ta. Cách đánh du kích là bám vào lợi thế địa hình, địa vật và yếu tố bất ngờ. Quân Mỹ vừa lọt vào trận địa ta bày sẵn, chỉ cần bắn phát đầu tiên là chúng hoảng loạn, rối đội hình. Lớp thì bắn vùng vãi, vào lùm bụi không người. Sau 2 giờ bị bắn tỉa, thiệt hại quân số hơn 20 người mà không nhận diện được vị trí của du kích nên không dám gọi pháo trấn áp. Quân Mỹ đành gọi máy bay trực thăng đến thu quân. Liên tiếp cả tuần vờn nhau với quân Mỹ, dưới tay chỉ huy của bà Bảy Mô, trận địa Nhuận Đức được giữ vững. Tướng tam Bảy Mô vang khắp chiến khu, đoàn phim giải phóng về trận địa quay cảnh Bảy Mô chiến đấu và dựng thành phim Nữ du kích Củ Chi. Hình ảnh Bảy Mô trở thành biểu tượng cô du kích xinh đẹp, ôm súng chiến đấu ngoan cường ở khắp chiến trường miền Nam. Hai họa sĩ Huỳnh Phương Đông và Lê Văn Trương ở R xem tập phim tài liệu đó đã xúc động, vẽ lại nhiều bức họa du kích Võ Thị Mô. Những bức họa này được nhà xuất bản giải phóng đưa vào tập sách ký họa Miền Nam Việt Nam, đất nước, con người. Bản thảo được gửi sang Liên Xô, Nga, in ấn hàng triệu bản. Tập sách ký họa Miền Nam Việt Nam, đất nước, con người được phát hành khắp thế giới và kể cả Mỹ. Hình ảnh Võ Thị Mô trở thành biểu tượng kháng chiến bất khuất của con người Việt Nam. Riêng bức ký họa của họa sĩ Lê Văn Trương được in vào tem bưu chính. Không chỉ được in trên tem bưu chính mà hình ảnh của bà còn được lan tỏa với hình ảnh nữ du kích nhân ái cứu 4 lính Mỹ, khiến kẻ địch cũng phải bất ngờ. Năm 1965, đội nữ du kích Củ Chi được thành lập. Bảy Mô trở thành chỉ huy trưởng đầu tiên của trung đội này. Ngày 8 tháng 1 năm 1966, quân Mỹ mở cuộc hành quân đại quy mô mang tên Cream đánh vào Củ Chi. Với 12.000 quân, gồm 2 lữ đoàn 2 và 3 thuộc sư đoàn bộ binh số 1 Anh Cả Đỏ, 1 tiểu đoàn công binh Úc, 8 tiểu đoàn thủy quân lục chiến và biệt kích Việt Nam Cộng Hòa, 300 máy bay chiến đấu, 24 lượt giải bom B-52, 600 pháo, 600 xe cơ giới. Bảy Mô được giao nhiệm vụ chỉ huy đội nữ du kích giữ trận địa Nhuận Đức. Một buổi sáng sớm trong chuỗi ngày căng thẳng này, một tiểu đoàn Mỹ đánh thẳng vào trận địa giang sẵn của Bảy Mô. Bị phản kích bất ngờ, lính Mỹ bắn vu vạ rồi bật ngược trở ra, để lại một số tử thi.
nắm rõ tính tình quân Mỹ, thay vì rút lui, bảy mô cho quân áp sát đội hình địch. Vì vậy, khi quân Mỹ gọi pháo bắn dọn bãi, đều rơi phía sau lưng đội hình của bảy mô. Mãi đến trưa, pháo ngừng bắn, mọi người đòi thu quân, bảy mô vẫn lệnh cho mọi người bám trận địa vì thấy máy bay trinh sát quân Thảo trên bầu trời. Bảy mô biết địch sẽ còn đổ quân. Phục kích đến 2 giờ 30 phút chiều, bỗng từ mũi thước ngắm khẩu súng, bảy mô trông thấy lần lượt 4 người lính Mỹ bò ra từ bụi rậm. Họ trải một tấm vải, dù ngay vị trí quả mìn gai của bảy mô. 4 người ngồi 4 góc, khui đồ hộp đặt giữa tấm khăn, rồi lấy thư, lấy hình ảnh vợ con ra xem. 4 người lính Mỹ ôm nhau khóc, rồi đốt các lá thư và hình ảnh vợ con. Lúc đó chiến sĩ liên lạc của bảy mô rất nôn nóng lấy danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ nên đòi bắn. Bảy mô kiên quyết không cho. Nhớ lại chi tiết này, bà bảy mô kể: "Tôi đoán 4 anh lính Mỹ đó lấy hình ảnh vợ và con, thư từ của những người vừa chết trong trận đánh buổi sáng. Có thể những người chết là bạn thân của họ. Tôi nghĩ họ cũng có lương tâm như mình, nhưng do bị ép buộc đi cầm súng xâm lược. Lúc đó họ không cầm súng bắn vào mình, vì vậy tôi không thể bắn." 4 người lính Mỹ khóc chán chê rồi rút đi, để lại đống đồ hộp. Qua Đức vì không được lấy danh hiệu dũng sĩ, ông Năm Nhờ, chiến sĩ liên lạc đã ôm đống đồ hộp của 4 người lính Mỹ đến báo cáo với chi bộ chuyện bảy mô không căm thù Mỹ. Trong cuộc họp chi bộ tối hôm đó, ông bí thư đùng đùng quan mắng, bảy mô trần tình nguyên do. Hiểu ra thì ông bí thư chi bộ làm thinh, không khen chê cũng không kỷ luật. Cuộc họp chuyển sang nội dung bố trí đội hình đánh địch vào sáng hôm sau. Câu chuyện tưởng chừng chìm vào bí mật nếu đêm đó không có một biến cố. Sau cuộc họp tối hôm đó, ông Ba Thờ, một cán bộ du kích, chạy về phía địch xin đầu hàng. Để làm quà đầu hàng, ngoài chuyện khai báo cách bố trí lực lượng chiến đấu của ta, ông Ba Thờ còn kể chuyện bảy mô tha mạng cho 4 anh lính Mỹ. Một trong 4 người lính Mỹ đó đã tiếp cận Ba Thờ để hỏi chi tiết câu chuyện. Và đó là Trung úy John Pennicate, ám ảnh chiến tranh và cái chết. John Pennicate đã ghi chép vào sổ tay cá nhân, mẩu chuyện đó cứ như là ghi nhận một ân nghĩa đối với người phụ nữ du kích phía bên kia chiến tuyến. Từ câu chuyện này, John Pennicate nung nấu tư tưởng chống đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của quân đội Mỹ đối với nhân dân Việt Nam. Câu chuyện John và 3 anh lính Mỹ được quân du kích tha mạng lan khắp các doanh trại sư đoàn 1 Mỹ đã góp phần tác động đến tâm lý bãi chiến trong sư đoàn. John đã nhờ người gửi vào căn cứ một thùng quà cho bảy mô, xem như đó là nghĩa cử tri ân. Cuộc hội ngộ đối phương sau 20 năm. Năm 1970, bà bảy mô được rút về làm phó huyện đội trưởng Củ Chi. Sau đó được tướng Nguyễn Thị Định rút về R cho học quân sự ở đơn vị H-12, tức là trường sĩ quan lục quân miền Nam. Học xong, bảy mô được giữ lại làm cán bộ huấn luyện sĩ quan, chuyên khoa du kích. Kết thúc chiến tranh, bảy mô vẫn tiếp tục giảng dạy tại trường sĩ quan lục quân cho đến năm 1978. Do sức khỏe yếu và cũng do kinh tế gia đình quá khó khăn, bảy mô xin ra quân với hàm trung úy. Hộp tiếp đạn khẩu súng K-54 mà bảy mô sử dụng được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Chỉ quen chiến đấu, không hòa nhịp kịp với cuộc sống đời thường, bà bảy mô bơn trải đủ thứ nghề để kiếm sống. Bà trôi giạt về tận Tây Ninh, sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Phần John Pennicate sau khi trở về Mỹ đã trở thành nhà văn tích cực, tham gia vào làn sóng phản đối chiến tranh Việt Nam. Năm 1985, ông trở về Việt Nam đến tận Củ Chi để tìm ân nhân bảy mô. Không ai còn biết bà bảy mô đã trôi giạt ở nơi đâu. Qua những người cựu chiến binh ở vùng đất thép Củ Chi, John Pennicate đã có cái nhìn toàn cục cuộc chiến bảo vệ đất nước của vùng đất này. Và cũng qua những người cựu chiến binh, ông ta cũng biết thêm cuộc đời ân nhân bảy mô của mình. Đầu năm 1989, John Pennicate liên kết với nhà báo, đạo diễn truyền hình Tom Mankow cho xuất bản cuốn sách The Tenant of Củ Chi, nhà xuất bản Berkeley, New York. Cuốn sách đã ca ngợi cuộc chiến đấu chính nghĩa, nhân văn của nhân dân Việt Nam qua hình tượng những người du kích Củ Chi. Trong đó, cuốn sách dành hẳn một chương ca ngợi nữ du kích bảy mô. Cuốn sách trở thành bestseller của Anh và Mỹ. Ngay sau đó, lần lượt các nhà xuất bản là Holder, Stoughton của London, IB Mission của Paris tái bản hàng triệu bản. Mankow là một nhà báo, đạo diễn truyền hình cư trú ở Anh nhưng nổi danh khắp bán cầu phương Tây với các loạt phóng sự điều tra chiến tranh. Giữa năm 1989, nhà văn John Pennicate và đạo diễn truyền hình Tom Mankow trở lại Củ Chi lần nữa với quyết tâm bằng được tìm được bảy mô. Sau cả tháng dò hỏi, cuối cùng họ cũng tìm được bà tại bệnh viện Tây Ninh. Bà kiệt sức vì chống chọi với cái nghèo. Nhà văn John Pennicate và đạo diễn truyền hình Tom Mankow nhờ Sở Ngoại vụ Tây Ninh tổ chức một cuộc tiếp đón long trọng bảy mô tại một khách sạn ở công ty du lịch Tây Ninh để tặng sách. Khi đến nơi thấy thảm đỏ, bà bảy mô rụt rè bỏ dép bên ngoài. John Pennicate vội quỳ sụp xuống, mang dép vào chân cho bà rồi nói:
bà là ân nhân của tôi. Ở đây, bà là người quan trọng nhất. Khi kết thúc cuộc trò chuyện để quay phim tài liệu, John Pennicott chân thành hỏi bà: bây giờ bà mong muốn điều gì? Bà có muốn tôi giúp bà một số tiền để mà cất nhà hay không? Bà Bảy Mô chân tình kể bằng một giọng mộc mạc: trời ơi, lúc đó đang khổ gần chết, trong bụng thèm nói tôi cần tiền. Dì suy nghĩ lung tung lắm, nếu nói cần tiền thì nó sẽ khinh mình. Sau khi đắn đo suy nghĩ, dì trả lời vậy: tôi cần đất nước hòa bình, không ai xâm lược. Ai xâm lược, tôi sẽ hô hào con cháu đánh nữa. Cái mộc mạc chân quê của bà Bảy Mô đã khiến nhà văn John Pennicott và đạo diễn truyền hình Thurman Gould xúc động đến rưng rưng nước mắt. Anh em thân mến, hiện nay bà Bảy Mô trở về sinh sống ở ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng, Củ Chi. Nhờ được đồng đội cũ giúp đỡ, bà có được một căn nhà khang trang và mảnh vườn trồng cây ăn trái. Cuộc sống đã tạm ổn định. Bà đang được đề nghị xét tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Anh em nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận bên dưới video nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi đến phút cuối cùng. Xin kính chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.